sự thật về cõi súc sinh, hiểu về nghiệp lực và sự tái sinh khủng khiếp. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá cõi súc sinh trong lục đạo luân hồi. Sau khi đã đi qua các cõi trời, Atula, Ta Bà và địa ngục, chúng ta cùng tìm hiểu về thế giới của các loài động vật, nơi đầy rẫy những khổ đau và hạn chế. Cõi súc sinh là thế giới của các loài động vật, vi sinh vật, côn trùng, chim, cá, rắn. Nơi đây, sinh vật sống theo bản năng, luôn tránh xa điều mới lạ và không biết phân biệt tốt xấu. Cuộc sống ở cõi súc sinh được đặc trưng bởi ba đặc điểm cơ bản: thiếu trí tuệ, thiếu tự do và thiếu hạnh phúc. Đầu tiên là thiếu trí tuệ. Những sinh vật ở cõi này không thể suy nghĩ và hành động một cách độc lập. Hãy tưởng tượng một con chó có thể ngồi, nằm, đi, đứng nhưng không hiểu được ý nghĩa của các hành động đó. Nó chỉ biết tuân theo mệnh lệnh hoặc hành động theo bản năng mà không có sự suy xét. Ví dụ khác, một con chim biết bay từ cành này sang cành khác để tìm thức ăn, nhưng nó không hiểu được tại sao phải làm vậy, chỉ làm theo bản năng sinh tồn. Tiếp đến là thiếu tự do. Loài sinh vật ở cõi này bị ràng buộc bởi bản năng và môi trường sống, không có sự tự do lựa chọn. Hãy nghĩ đến một con hổ, nó phải săn mồi để sống, không thể chọn ăn rau quả hay loại thức ăn khác. Điều này cho thấy sự ràng buộc và giới hạn trong cuộc sống của chúng. Hoặc như một con cá sống trong nước, nó không thể rời khỏi môi trường nước để khám phá thế giới bên ngoài. Cuối cùng là thiếu hạnh phúc. Những sinh vật này phải chịu đựng đau khổ, bị săn bắt, ăn thịt trong môi trường khắc nghiệt. Hãy tưởng tượng một con thỏ luôn phải trốn chạy khỏi những kẻ săn mồi như sói hoặc đại bàng. Cuộc sống của nó đầy rẫy nguy hiểm và đau đớn, không có chút niềm vui hay hạnh phúc. Hay một con chuột luôn phải tìm cách tránh bẫy và thuốc diệt chuột, sống trong lo sợ và căng thẳng. Trong cõi súc sinh, có những nỗi khổ đau vô cùng tận. Chúng ta có thể liệt kê 5 nỗi khổ cơ bản. Nỗi khổ các loài sinh vật ăn thịt lẫn nhau, nỗi khổ do ngu si ám chướng, nỗi khổ chịu nóng lạnh, nỗi khổ chịu đói khát, và nỗi khổ bị khai thác đày đọa hay phải làm việc nặng, lệ thuộc. Hãy tưởng tượng một con trâu bò phải ra sức kéo cày trong những ngày mưa gió, rét mướt. Khi nó hết sức lao động, nó sẽ bị đưa đi giết mổ mà không biết rằng mình sắp bị chết. Còn đối với các con vật thú cưng thì sao? Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng hãy ngẫm sâu một chút nhé. Đúng là khi chúng ta nghĩ về những con thú cưng như chó, mèo được chăm sóc cẩn thận, sống trong điều kiện tốt, ăn ngon, ngủ ấm, có vẻ như chúng không hề khổ đau. Hãy cùng nhau suy ngẫm sâu hơn một chút. Thú cưng được chúng ta yêu thương và chăm sóc kỹ lưỡng, đúng là chúng có thể cảm thấy hạnh phúc trong môi trường đó. Tuy nhiên, xét từ góc nhìn của Phật giáo, cõi súc sinh vẫn là cõi khổ đau bởi vì các loài vật, dù có được sống sung sướng hay không, vẫn phải đối mặt với những giới hạn cơ bản và không thể tự mình thoát khỏi những ràng buộc đó. Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào chi tiết để hiểu rõ hơn. Thiếu trí tuệ. Thú cưng dù được chăm sóc tốt, nhưng vẫn không thể suy nghĩ và hành động độc lập như con người. Chúng không hiểu được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và không có khả năng tự phát triển trí tuệ. Một chú chó có thể vui mừng khi được chơi đùa, nhưng nó không hiểu được tại sao mình phải ở trong nhà, không biết gì về thế giới bên ngoài, ngoài những gì chúng ta cho phép nó biết. Thiếu tự do. Thú cưng bị giới hạn bởi môi trường sống và sự chăm sóc của chủ nhân. Một chú mèo được nuôi trong nhà có thể không phải lo lắng về thức ăn hay chỗ ngủ, nhưng nó cũng không thể tự do đi lại, săn mồi hay làm những gì nó muốn. Chúng ta yêu thương chúng, nhưng cũng đồng thời kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của chúng. Thiếu hạnh phúc. Dù được chăm sóc tốt, thú cưng vẫn phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ của riêng chúng. Chúng có thể bị bệnh, bị thương hoặc cảm thấy cô đơn khi không có ai ở bên. Một con chó có thể cảm thấy buồn bã khi chủ đi vắng hoặc lo lắng khi bị bỏ lại một mình. Nguy cơ bị đối xử tệ. Không phải con thú cưng nào cũng may mắn có được người chủ yêu thương và chăm sóc. Nhiều loài vật bị bỏ rơi, bị ngược đãi hoặc sống trong điều kiện tồi tệ. Chúng phải chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần, không có ai bảo vệ và chăm sóc. Bị ràng buộc vào nghiệp lực. Thú cưng vẫn là sinh vật trong cõi súc sinh, bị ràng buộc vào nghiệp lực và không thể thoát khỏi vòng luân hồi.
Dù chúng có được sống sung sướng trong kiếp này, nhưng nếu không có cơ hội phát triển trí tuệ và tu hành, chúng vẫn phải tái sinh trong các cõi khổ đau khác trong tương lai. Chúng ta có thể thấy rằng, cõi súc sinh, dù có vẻ như không quá khổ đau với những thú cưng được chăm sóc tốt, vẫn là một cõi đầy những hạn chế và khổ đau cơ bản. Việc hiểu rõ về những khổ đau này giúp chúng ta thêm lòng từ bi và trách nhiệm đối với tất cả các loài sinh vật trong cõi súc sinh. Phật giáo mô tả chân thực và chi tiết về sự tồn tại của cõi súc sinh phù hợp với thuyết 12 nhân duyên và 6 nẻo luân hồi. Những sinh vật ở cõi này sống trong sự vô minh, thành kiến và tự mãn. Chúng không biết cách thoát ra khỏi vòng luân hồi đau khổ này. Nói đến thuyết 12 nhân duyên, đây là một trong những giáo lý căn bản của Đạo Phật, giải thích về nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự tái sinh và đau khổ trong luân hồi. Nói ngắn gọn, 12 nhân duyên bao gồm những yếu tố như vô minh, không hiểu biết, hành động có chủ ý, nghiệp, ý thức và các yếu tố khác liên quan đến giác quan, cảm thọ và ham muốn. Chúng kết nối với nhau tạo thành một vòng tròn vô tận, dẫn dắt chúng sinh từ sinh ra đến chết đi và tái sinh, liên tục chịu khổ đau. Chúng ta đã hiểu sơ lược về thuyết 12 nhân duyên và cách nó giải thích về quá trình tạo nghiệp và tái sinh. Vậy, những hành động nào dẫn vào cõi súc sinh nơi đầy khổ đau và tăm tối này? Trước tiên là giết hại động vật. Đây là tội nặng nhất trong Phật giáo. Hành động này phá vỡ quy luật nhân quả và tạo ra nghiệp xấu. Hãy hình dung một người liên tục giết hại các sinh linh, mỗi lần như thế là một hạt giống nghiệp xấu được gieo vào tâm hồn họ. Khi chết đi, nghiệp xấu này sẽ đẩy họ vào cõi súc sinh, có thể tái sinh thành một con vật để trả nợ sinh mạng. Ví dụ, một thợ săn tàn nhẫn có thể tái sinh thành một con nai, suốt đời bị săn đuổi và giết hại, đúng như những gì họ đã gây ra khi còn sống. Nói dối cũng là một nghiệp xấu. Khi chúng ta cố gắng che giấu sự thật và lừa dối người khác, chúng ta tạo ra một môi trường đầy sự mất niềm tin và cô lập. Hãy tưởng tượng, một người thường xuyên nói dối để trục lợi, cuối cùng họ sẽ bị đọa vào cõi súc sinh, sống cuộc đời của một loài vật bị khinh rẻ và lừa dối. Chẳng hạn, một kẻ gian manh có thể tái sinh thành một con rắn, luôn bị con người xa lánh và sợ hãi vì hình ảnh của sự lừa dối và nguy hiểm. Uống rượu, sử dụng chất kích thích làm mất trí khôn cũng dẫn đến việc đọa vào cõi súc sinh. Những hành động này không chỉ gây hại cho cơ thể, mà còn làm giảm trí tuệ và đạo đức. Một người nghiện rượu có thể tái sinh thành một con vật luôn bị khát khao và đói khát, giống như họ đã trải qua khi còn sống. Chẳng hạn, một người nghiện rượu nặng có thể tái sinh thành một con lợn, suốt đời sống trong sự đói khát và tìm kiếm thức ăn. Không kính trọng cha mẹ, thầy cô giáo cũng là một nghiệp xấu lớn. Hãy tưởng tượng một người trẻ tuổi không bao giờ tôn trọng và yêu thương cha mẹ mình, cuối cùng phải tái sinh thành một con vật bị lãng quên và không được chăm sóc. Ví dụ, một đứa con bất hiếu có thể tái sinh thành một con chó bị bỏ rơi, sống cô độc và không có ai chăm sóc. Tạo nghiệp xấu, có ý hại, người cũng là hành động dẫn đến việc đọa vào cõi súc sinh. Những người luôn có ý định hại người khác, cuối cùng phải gánh chịu hậu quả của hành động đó. Hãy tưởng tượng một kẻ phản bội, luôn tìm cách hãm hại người khác, cuối cùng phải tái sinh thành một con vật sống cuộc đời đầy đau khổ và bị săn đuổi. Chẳng hạn, một kẻ phản bội có thể tái sinh thành một con chuột, luôn bị săn đuổi và sống trong sợ hãi. Cuối cùng, các hành động như tà dâm, trộm cắp hay bất cứ hành vi xấu xa nào khác cũng tạo ra nghiệp xấu có thể dẫn đến việc đọa vào cõi súc sinh. Hãy tưởng tượng một người luôn sống trong sự tà dâm và trộm cắp, cuối cùng phải tái sinh thành một con vật sống cuộc đời bị khinh miệt và ghét bỏ. Ví dụ, một kẻ trộm cắp có thể tái sinh thành một con trộm, luôn bị săn đuổi và sống trong sự khinh miệt của loài người. Nhìn chung, tất cả những hành động xấu xa, ác độc đều dẫn đến việc tạo ra nghiệp xấu và đẩy chúng ta vào cõi súc sinh, nơi đầy rẫy khổ đau và hạn chế. Chúng ta hãy tự mình suy ngẫm và tránh xa những hành động này để có thể sống một cuộc đời thanh tịnh và an lạc hơn. Bên cạnh việc tránh xa những hành động xấu, chúng ta cũng cần thực hành các hành động tích cực để tạo ra nghiệp tốt và cải thiện kiếp sống của mình. Một trong những cách quan trọng nhất là buông bỏ tham lam.
hãy tập sống giản dị và biết đủ. Điều này giúp chúng ta tránh được những phiền muộn và đau khổ do tham lam gây ra. Một người biết đủ và sống đơn giản sẽ không tạo ra nghiệp xấu từ tham lam và có thể tái sinh trong những cõi an lạc và hạnh phúc hơn. Ví dụ, một nhà từ thiện luôn giúp đỡ người khác và không màng đến lợi ích cá nhân sẽ được hưởng phước báo và có thể tái sinh trong những cõi tốt đẹp hơn. Ngoài ra, một số cách để tích lũy nghiệp tốt và cải thiện kiếp sống của chúng ta trong tương lai bao gồm: 1. Từ bi và lòng nhân ái. Hãy yêu thương và chăm sóc các loài vật, coi chúng như người bạn đồng hành trong cuộc sống. Hành động này giúp chúng ta phát triển lòng từ bi và tạo ra nghiệp tốt. 2. Thiền định và chánh niệm. Thực hành thiền định và chánh niệm giúp chúng ta thanh lọc tâm hồn và giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực, từ đó tránh được nghiệp xấu và tạo ra nghiệp tốt. 3. Hành động thiện nguyện. Tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ người khác, đặc biệt là các loài vật bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi. Điều này không chỉ giúp chúng ta tạo ra nghiệp tốt, mà còn lan tỏa lòng từ bi và tình yêu thương. Môn học hỏi và thực hành giáo lý Phật giáo. Hiểu và áp dụng các giáo lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày giúp chúng ta sống đúng với đạo lý và tránh được những hành động gây nghiệp xấu. Hãy khuyến khích chính mình và người thân thực hành những điều này để tạo ra nghiệp tốt và cải thiện kiếp sống của chúng ta trong tương lai. Qua đó, chúng ta không chỉ tránh được những khổ đau trong cõi súc sinh mà còn tiến gần hơn đến sự giải thoát và giác ngộ. Thế giới cõi súc sinh không chỉ là một sự tồn tại đau khổ, mà còn là một bài học quý giá về sự vô thường và nghiệp lực. Chúng ta hãy cùng nhau nâng cao lòng từ bi, giảm thiểu nghiệp xấu và sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả các loài sinh vật trong vũ trụ này. Kết thúc tập hôm nay, hy vọng những điều vừa chia sẻ giúp bạn hiểu thêm về cõi súc sinh. Hãy cùng nhau thực hành những điều tốt đẹp để tạo ra nghiệp tốt và tiến gần hơn đến sự giải thoát và giác ngộ. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp ở tập tiếp theo cùng tìm hiểu cõi ngạ quỷ, cõi cuối cùng trong series Lục Đạo Luân Hồi.